Trọng Nguyên kính chào lại tất cả các quý vị mến thương trong diễn đàn của ngày hôm nay. Chương trình và chủ đề của ngày hôm nay thì chúng ta cũng giống như thường lệ là chúng ta sẽ đi sát về những bản tin đang xảy ra với cuộc chiến tranh vẫn tiếp tục leo thang và có nhiều vấn đề mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Và bây giờ, Trọng Nguyên cập nhật chia sẻ cùng các quý vị bản tin liên quan đến đất nước Pháp về cái cuộc chiến tranh Israel và Hamas. Thì ngày hôm nay thì Chủ tịch Quốc hội của Pháp đã ghé thăm Do Thái. Nhưng mà Tổng thống Pháp Nguyên Chukodi sau khi nhiều lời kêu gọi thì cuối cùng Tổng thống Pháp Điện Élysée đã công bố cụ thể giờ giấc địa điểm ngày nào Tổng thống Pháp đi. Theo cái lịch trình thì ngày mai Tổng thống Pháp của Nguyên sẽ đi đến Do Thái để mà gặp chánh quyền của Israel. Có thể nói là Tổng thống Pháp của Nguyên là trong những người chậm trễ nhất trong những cái quốc gia mà đứng hàng đầu ở tại châu Âu. Những cái quốc gia có thể là chậm trễ nhất các quý vị nha. Pháp là chậm trễ nhất, là cái quốc gia muộn nhất so với những quốc gia khác. Nên là cái chuyến đi của Tổng thống Pháp sẽ là ngày mai. Sau khi nhiều lời kêu gọi, ai cũng đi rồi, tại sao ông không đi? Ông Macron ơi, tại sao không đi? Trọng Nguyên nói, đi đến những cái quốc gia giao tranh bom đạn, nó không được an toàn cho lắm. Rồi cũng là một cái lý do mà ông e ngại. Người ta có nói, trời ơi, ông Joe, ông già hơn ông nhiều, ông cũng đã đi rồi, mà ông không đi. Nên cuối cùng những cái lời xúi dục, đẩy đã ép Tổng thống Pháp của Nguyên phải đưa ra một cái quyết định táo bạo. Đó là phải đi đến Do Thái. Mà ông đến Do Thái có được an toàn hay không thì Nguyên không chắc. Những ông tổng thống khác đi đến có thể không xảy ra biến cố, nhưng tổng thống Pháp thì không chắc. Thì cái mặt của ông người ta không ưa. Ở Trung Đông nó không ưa mặt nó không Nó không ưa. Nên là Nguyên không có biết là ông đi đến nó với cái tư thế như thế nào. Giống như cái lời mà ông tìm biện pháp giải quyết vấn đề để hạ nhiệt căng thẳng, hay ổng đến đó để đổ dầu vào lửa nữa. Nguyên sợ ổng là đổ dầu vào lửa lắm. Ổng hay phát biểu linh tinh lắm. Cỡ này Tổng thống Pháp Nguyên là hay phát biểu linh tinh lắm. Không biết cách làm sao dằn xếp ổn thỏa mà lại đổ dầu vào lửa nữa. Cho Nguyên nhắc Tổng thống Pháp là chúng ta còn 7 con tin trong tay của lực lượng khủng bố. Nên là phát biểu phải nhớ là tới Do Thái, muốn ủng hộ Do Thái cũng được, nhưng mà phát biểu cách làm sao khôn khéo nha. Chứ ông mà phát biểu linh tinh nó là chết. Chết người. Nguyên rất là sợ Tổng thống Pháp của Nguyên á, cái phát biểu gần đây thì phát biểu rất là vấn đề, mà kêu là cái vấn đề mà chiến sự ông phát biểu rất là đáng sợ. Và cái phát biểu của ông nó ảnh hưởng rất là đến an ninh của đất nước Pháp và con tin đang trong tay. Nên là Nguyên khuyên ông là hơi phát biểu cẩn thận một chút xíu. Đó là bản tin nho nhỏ của Pháp, vui vui cho các quý vị biết được là Tổng thống Pháp ngày mai sẽ đến Do Thái. Và bây giờ, chúng Nguyên chia sẻ với các quý vị cái bản tin liên quan đến sự phát biểu của Trung Quốc. Và chúng ta thấy được là dạy đời người khác rất là hay, nhưng đến bản thân của mình thì không bao giờ thực thi. Y hệt giống như là ông nghe. Thực tế Nguyên thấy những cái hành động, những cái quốc gia như y hệt giống như ông Nga cũng vậy. Ôi trời ơi, chấm dứt chiến tranh. Trời ơi, dân thường chết quá. Đừng. Khi lúc đó bom đạn của Nga cứ bắn vào Ukraine mỗi ngày. Thì ngày hôm nay cái phát biểu của Trung Quốc, khi lúc đó Trung Quốc đã gửi một cái phái đoàn ở tại Trung Đông để mà kêu là dàn xếp tìm biện pháp giải quyết căng thẳng. Trung Quốc cũng đứng ra một cái vai trò ở khu vực Trung Đông. Thì phía bên chính phủ của Trung Quốc ngày hôm nay đã lên tiếng sau đây, dùng vũ lực sẽ không giải quyết được mấu chốt căng thẳng. Hay chắc như vậy. Ông ta đang ám chỉ là Do Thái đang dùng vũ lực. Cái điều mà lời nói của Trung Quốc là ám chỉ Do Thái đang dùng vũ lực ở tại Gaza, và cái cách hành động của Do Thái nó không giải quyết được vấn đề. Mình phải ca ngợi là Trung Quốc họ giỏi, họ biết là dùng vũ lực nó không thành vấn đề, hay quá. Khi lúc đó thì ngày nào họ cũng gửi máy bay, phi cơ chiến đấu, trực thăng, tàu bè tấn công Đài Loan, bao vây Đài Loan mỗi ngày hết, đe dọa Đài Loan hết. Họ biết cái câu đó, dùng vũ lực không phải là cái mấu chốt để giải quyết vấn đề, dùng vũ lực là không đúng.
Nhưng họ thì họ đe dọa Đài Loan mỗi ngày. Ngày nào cũng có mười mấy, hai chục chiếc máy bay bay trên bầu trời của Đài Loan, đe dọa mỗi ngày. Ba bốn chiếc tàu bao vây cái đảo Đài Loan có chút béo mỗi ngày hết. Cái đó không vũ lực các vị. Cái đó thì không phải là vũ lực. Nên tại sao nguyên những cái quốc gia mà mình thấy rõ đó, họ có một cái đạo đức giả. Họ nói người ta thì hay lắm, họ khuyên người ta thì nghe tuyệt vời lắm, nhưng chính bản thân của họ, họ không nhìn thấy được cái sự việc hành động của họ làm. Y hệt giống như ông Nga. Im Nga cũng y hệt như vậy. Ông Nga cũng y hệt như vậy. Dạy đời người khác như thế này, phải làm như thế kia. Nhưng khi lúc đó thì mình tấn công vào Ukraine không ngừng, không ngừng nghỉ. Nhưng mà dạy đời người khác thì giỏi lắm. Thì đây là một cái điều mà Trung Quốc đã khẳng định là chỉ có Trung Quốc mới có đủ khả năng giải quyết cái vấn đề mấu chốt ở tại Trung Đông. Mỹ đã không còn đủ khả năng nữa. Và cái sự hiện diện của Mỹ ở tại Trung Đông nó chỉ làm cho dấy lên cái sự xôn đột lớn thôi. Trung Quốc đã từng phát biểu như vậy. Trung Quốc kêu gọi Mỹ không nên can thiệp vào. Và những cái quốc gia mà hiện bây giờ có thể giải quyết cái mâu chốt ở tại Trung Đông không phải là Mỹ, chính là Trung Quốc. Đây là Trung Quốc đang muốn đứng lên cái vai trò của mình là leadership, là cái vai trò lãnh đạo tối đa trên cả toàn cầu. Và khẳng định là cái khả năng của Trung Quốc nó tốt hơn của Hoa Kỳ nhiều ở khu vực này. Thì đây là cái sự kiện mà chúng ta đều biết là đây là cái sự kiện mà chúng ta đều biết là Trung Quốc đang có những cái dấu hiệu của chú anh chị em can thiệp vào Trung Đông để đem cái tầm ảnh hưởng của mình và sẵn tiện là muốn bôi nhọ danh dự. Thực tế là Trung Quốc lợi dụng cái chiêu này rất là nhiều. Trung Quốc đang bôi nhọ danh dự của những quốc gia châu Âu và cho rằng là những quốc gia châu Âu này là đồng lõa với phía bên Do Thái đã làm ra những cái sự việc tàn bạo ở tại Gaza. Thì đây là cái chiêu bài của Trung Quốc các quý vị. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề lời phát biểu của Trung Quốc ngày hôm nay khi với cái tình hình chúng ta thấy rất là gây cấn thì Trung Quốc lại có những cái câu nói mà chúng ta thấy đạo đức giả các quý vị. Và bây giờ cho Nguyên cập nhật vấn đề tình hình của con tin để cho các quý vị hiểu rõ được là rất là đáng thương. Đặc biệt là cái quốc gia Nguyên sẽ nêu lên nó rất là quen thuộc với Việt Nam chúng ta, đó là Thái Lan Kapanikap. Các vị cũng biết là bây giờ Thái Lan cũng rất là phổ biến. Người dân Thái Lan bây giờ cũng ở khắp nơi trên thế giới rất là nhiều. Đặc biệt là Đan Mạch của Nguyên là mấy bà Thái Lan nhiều lắm. Mấy ông Đan Mạch là khoái lấy vợ Thái Lan lắm. Mấy ông sồn sồn á, bốn mấy năm mươi tuổi rồi đó, đó là bắt đầu là khoái lấy về với bà Thái Lan lắm. Nên là qua đây, ở đây Thái Lan cũng khá nhiều, Đan Mạch Thái Lan cũng khá nhiều. Thì vấn đề của Thái Lan trong cái cuộc giao tranh giữa Hamas và Israel vừa qua thì hiện bây giờ con số cụ thể là khoảng 30 người Thái Lan đã thiệt mạng. 30 người Thái Lan đã thiệt mạng các quý vị. Và còn phía bên lực lượng Hamas còn giữ 19 con tin. 19 con tin của người dân Thái Lan. Cái may mắn thay thì người Việt Nam chúng ta hình như không có người nào hết. Hình như nó không bắt Việt Nam. Nó hỏi, ê, where you from? Việt Nam, thôi đi, đi. Việt Nam chúng ta nó không bắt cái gì đó, không biết. Nên là hiện bây giờ Nguyên có điều tra thử thì không thấy có một cái dấu hiệu nào trong những người con tin là người Việt Nam hết. Đó là cái may mắn của chúng ta. Nên là các quý vị nếu có đi nước ngoài đó, hỏi các quý vị ở đâu, hiện bây giờ nó lỡ Trung Đông có ai hỏi Việt Nam đi, nó không bắt đâu, nó thả liền à. Tình hình nó là chỉ có Nguyên thấy là Thái Lan cũng bị bắt mà không Việt Nam thì không thấy ai cả. Việt Nam thì không có ai, đó là cái điều may mắn của chúng ta các quý vị. Nên là trong cái bối cảnh này chúng ta thấy được là những cái quốc gia Á Châu, chúng ta nghĩ là những cái quốc gia Á Châu nó không có liên quan đến cái cuộc chiến tranh Trung Đông, nhưng mà Thái Lan nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Ngoài Thái Lan thì còn có vài quốc gia khác, nhưng mà ở tại Á Châu, Thái Lan là cái quốc gia chính mà bị liên quan đến nhiều nhất. Liên quan đến nhiều nhất cô chú anh chị em. Nên là cái sự việc đó đã trở thành một cái sự việc mà người ta nêu lên vấn đề Thái Lan ngày hôm nay. Ngoài Thái Lan ra thì cái tổn thất nặng nề về sinh mạng của người dân Pháp cũng là trong những cái quốc gia đó. Hiện bây giờ Pháp cũng đã đạt đến 30 người, 30 người tử vong và 7 người vẫn chỉ là con tin. Pháp cũng là trong những cái quốc gia người dân thường tử vong nhiều nhất
Trong cái bối cảnh này hiện bây giờ thì con tin nó rất là khó giải cứu. Ngoài Mỹ được giải cứu hai con tin thì vấn đề con tin nó vẫn còn đang ở trong cái vấn đề mà đàm phán. Tổng thống Pháp, phía bên Đức, phía bên Anh Quốc, họ đang kêu gọi những cái quốc gia có cái tầm ảnh hưởng đến lực lượng Hamas, đó là Qatar và Arabia Saudite, những cái quốc gia mà có những cái tầm ảnh hưởng với Thổ Nhĩ Kỳ, nhờ những cái quốc gia này có thể tác động can thiệp vào trong để mà có thể kêu gọi lực lượng Hamas có thể trao đổi bằng tiền bạc hay là trao đổi bằng cái hình thức nào đó để giải cứu con tin mà họ đang cố gắng làm. Nhưng hiện bây giờ cái vấn đề trao đổi con tin nó đang có một cái dấu hiệu khá tốt theo lời công bố của ba quốc gia, đó là Qatar, rồi Thổ Nhĩ Kỳ và Arabia Saudite, là họ đang ở trên cái bàn đàm phán và họ đang sắp sửa có cái kết luận, và có thể họ sẽ giải cứu một nhóm con tin trong những ngày kế tiếp. Hiện bây giờ vẫn chưa rõ những con tin này sẽ như thế nào, ai, những cái quốc gia nào được thả trước, mình chưa rõ, cái điều đó không biết. Vì cái số lượng hiện bây giờ là gần 230 con tin đang nằm trong tay của lực lượng Hamas ngày hôm nay. Nên là vẫn không biết là cái số lượng sẽ được thả được bao nhiêu, quốc gia nào được thả, vân vân, vẫn chưa rõ. Nhưng mà theo nguồn tin vui cho biết là sẽ thả sớm đây thôi một nhóm người. Khi theo cái báo cáo cụ thể với trao đổi con tin thì là một nhóm người sẽ được thả trong những ngày kế tiếp. Thì chúng ta cứ cầu mong là sẽ có được thả trong những ngày kế tiếp. Vì chắc là vì cũng biết là chúng ta nhìn ở ngoài cuộc nhưng thực tế đáng thương cho những người con tin. Cái gì, con tin mà bị giữ trong lực lượng của Hamas, đặc biệt là phụ nữ, thì nó rất là đáng thương nữa. Nên là cái thời gian mà chậm trễ giải cứu con tin nó càng nguy hiểm cho những con tin đang ở trong tay của lực lượng Hamas. Nên là phải cố gắng tối đa ngoại giao, phải tốn kém rất là nhiều tiền bạc và kinh phí để giải quyết. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề giải cứu con tin mà cả thế giới đang bận tâm. Ngày hôm nay thì phía bên Bộ Ngoại giao của Liên minh châu Âu, đó là ông Josep Borrell, đã kêu gọi cái sự giúp đỡ cả toàn cầu. Ông ta nói là tình hình rất là khẩn cấp về vấn đề nhân đạo. Tôi kêu gọi cái sự yểm trợ cả toàn cầu trên thế giới. Hãy hỗ trợ chúng tôi. Vì hiện bây giờ châu Âu là cái quốc gia yểm trợ về vấn đề y tế, vấn đề lương thực, vấn đề kêu là chung chung là vấn đề nhân đạo đó. Hãy yểm trợ chúng tôi để chúng tôi có thể làm càng lẻ càng tốt. Vì chỉ cần chậm trễ một ngày là sẽ có rất là nhiều người dân thường có thể thiệt mạng. Hãy giúp đỡ chúng tôi bằng đủ các hình thức để chúng tôi có thể thực thi được cái vấn đề, cái nhiệm vụ nhân đạo của chúng tôi. Đây là lời phát biểu của ông Josep Borrell. Thì cái lời phát biểu này nó cũng rất là hợp lý trong cái bối cảnh mà Nguyên nói 2,4 triệu người, cái gì cũng không có hết. Điện không có, nước không có, lương thực không có, xăng dầu không có, không có cái gì hết. Và bây giờ là mà họ đang ở trong một cái thế bí không biết đi đâu. Nó là bây giờ phải cần vấn đề nhân đạo càng ngày càng nhiều. Mà Nguyên nói một ngày như vậy phải tốn 2 triệu mấy đô. Các quý vị tạm thời nha, có thể nhiều hơn trong những ngày kế tiếp. Hiện bây giờ một ngày là phải 2 triệu mấy đô. Cứ 10 ngày là bao nhiêu, 20 ngày là bao nhiêu. Có thể nó còn tăng hơn nữa trong những cái ngày kế tiếp. Nên là tạm thời là bây giờ nó phải cần kinh phí, cần nhân lực và cần sự yểm trợ cả toàn cầu, thì cái thực thi bảo vệ người dân thường Palestine thì mới có thể làm tốt được. Nên là ông Josep Borrell đã kêu gọi khẩn cấp cái vấn đề giúp đỡ cả toàn cầu và mong rồi những chính phủ có thể dễ cho những cái giấy tờ giao thông qua lại để cho nó không bị chậm trễ vấn đề giải cứu và vấn đề nhân đạo. Cái điều này là cái điều mà những cái tổ chức nhân quyền, nhân đạo nó đã lên tiếng rất là nhiều. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật chia sẻ chắc như vậy, trong cái cuộc chiến thì lúc nào nó cũng có những sự sai lầm cả, chứ không phải lúc nào nó cũng tuyệt vời. Thì cho Nguyên nói là cuộc chiến tranh giữa Israel và Hamas thì chắc chắn là có sự sai lầm, có bắn lầm. Ngày hôm nay thì ngày hôm qua xin lỗi, vì phía bên tòa án quốc tế họ đã đưa ra cái báo cáo cụ thể rằng là Do Thái đã có làm sai lầm 6 lần. Cái báo cáo cụ thể là Do Thái đã bắn sai 6 lần, có nghĩa là đã sai 6 lần địa điểm, nó cũng đã dẫn đến rất là nhiều người dân thường đã thiệt mạng. Đây là cái báo cáo đầu tiên nhất độc lập
chúng ta biết là những cái tòa án quốc tế họ không đứng về bên nào hết, họ đứng về sự thật. Tức là cái báo cáo của họ đã dẫn đến một cái sự phẫn nộ của phía bên đạo Hồi giáo Trung Đông nó rất là nhiều. Cái báo cáo cụ thể của họ đã dẫn đến, vì họ là cái báo cáo đưa ra cái bằng chứng cụ thể. Thì đạn dược, mà Nguyên nói là chiến tranh đạn dược nó không có thể nào có mắt, nó phân biệt đâu là dân thường. Thứ hai nữa, đạn dược nó không phải chính xác 100%. Nhiều khi nó lạc đạn, nhiều khi nó bắn không chính xác. Và cái sự tổn thương của người dân thường nó không thể tránh khỏi. Và cái điều đó là cái điều đáng buồn. Đáng buồn khi lúc đó cái số lượng mà pháo đạn của hai bên càng ngày nó càng nhiều. Bây giờ hai bên nó càng ngày nó càng nhiều. Nó càng ngày nó càng nhiều các cơ vậy. Nên là cái báo cáo của phía bên tòa án quốc tế thì họ đã chứng minh thật là Do Thái cũng có sự sai phạm. Thì bây giờ bên nào cũng có sai hết. Thì không có bên nào đúng hết, cái khổ là chỗ đó đó. Cái khổ là bây giờ đứng bên nào nó cũng không có hợp lý hết. Nên tại sao Nguyên nói á, giữa cái cuộc chiến Hamas và Israel á, nó khó nói lắm. Nó khó nói lắm, nó không thể nào giải quyết hòa bình được nữa. Và nó khó thể nào lắm, bây giờ nó nhiều biện pháp lắm. Không có biện pháp nào là cái biện pháp nó phù hợp hết. Thực tế nó không có biện pháp nào nó phù hợp cả. Nên mà cái khổ là Nguyên nói là khổ là người dân. Khi cái số lượng người dân thường nó càng ngày nó càng nhiều, số lượng khủng khiếp. Nguyên nói là chỉ có mấy ngày thôi. Chúng ta là ngày hôm nay là ngày 23 Tây đúng không? Khởi đầu là ngày 7 Tây. Thì các quý vị đâu có bao nhiêu ngày đâu. Nhưng mà là 4.000 mấy người đã tử vong rồi. 4.600 mấy rồi. Người dân thường. Chứ Nguyên không có nói là đó. Con số nó đáng sợ vô cùng. Với cái tốc độ này, nếu mà tiếp tục những ngày kế tiếp nó càng đáng sợ hơn nữa. Cái điều đó là cái điều mà cả thế giới hiện bây giờ họ đang rất là lo. Và cái vấn đề mà người dân thường thiệt mạng á, nó sẽ làm dẫy đến cái sự mà kêu là phẫn nộ của dư luận. Và cái lập trường của Do Thái sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn. Nên lý do tại sao của ngày hôm nay mà phía bên Mỹ mà họ họp là gì đó, để là họ biết tìm làm sao giải quyết cái vấn đề này. Vì cái dư luận của xã hội hiện bây giờ nó không có một cái lập trường chính thức. Thí dụ nguyên điển hình là Pháp đi. Một bên thì xuống đường biểu tình ủng hộ Palestine nghẹt hết, một bên ủng xuống đường ủng hộ Do Thái nghẹt đường hết. Rồi xôn đột lẫn nhau nữa. Bây giờ nó càng ngày nó càng xôn đột. Nó càng xôn đột những cái khu vực mà người dân Do Thái ở với người dân Trung Đông họ ở, xảy ra khu vực ở nhiều nơi đất nước, nhiều quốc gia ở tại châu Âu. Nên là cái tình hình nó rất là nguy hiểm cho trong cái bối cảnh mà khi lúc đó tình hình người dân thường vẫn tiếp tục tử vong nhiều. Cái may mắn cho Ukraine là sau này cái số lượng người dân thường á, không có tử vong nhiều, mà người dân Ukraine họ có ý thức. Nên nó thực tế là người dân Ukraine họ có ý thức. Họ tuân theo cái luật lệ, khi tiếng còi vang lên là họ chui xuống hầm liền. Khi tiếng còi vang lên là họ chui xuống hầm liền, là họ núp liền. Nhiều khi các người biết là những cái lúc mà giao tranh khốc liệt họ còn chui xuống cái hầm mì thô đó, họ núp. Thì là họ núp liền, họ có một cái nhận định như vậy. Nhưng mà người dân Palestine thì không. Cái điều đó là Nguyên vẫn không hiểu. Người dân Palestine thì họ hoàn toàn không có sợ cái vụ bom đạn. Cái điều đó là cái điều mà Nguyên thấy nó ngược đời là cái chỗ đó. Nên là cái vấn đề của Palestine, người dân thường á, tử vong nhiều là như vậy. Ngoài ra cái hệ thống phòng không của phía bên Palestine thì nó không có nhiều. Nói chung là hệ thống phòng không nó không tốt bằng Do Thái. Nên là cái hệ thống phòng không của Do Thái nó đỉnh hơn nhiều. Thì chúng ta đều biết là cái hệ thống phòng không của Do Thái là hàng đầu của thế giới mà. Hàng đầu của thế giới. Nên là bom đạn của phía bên lực lượng Haza họ bắn vào. Họ bắn vào các ơi vậy. Họ bắn vào đó thì cái hệ thống phòng không nó ngăn chặn gần 90 mấy phần trăm rồi. 90 mấy phần trăm rồi. Còn phía bên Hamas thì không có đủ hệ thống phòng không, nên là cái sự thiệt hại nó nặng nề hơn nhiều. Đó là bản tin để cho các quý vị nhìn thấy cái tình hình cụ thể tới ngày hôm nay. Chúng ta đã theo dõi mười mấy ngày gần đây thì chúng ta đã thấy rõ được là tình hình nó khá là xấu đi. Nó khá là xấu đi và tình hình nó đã bắt đầu có một cái dấu hiệu là Mỹ sẽ tham chiến nếu có thế lực thứ ba. Và bây giờ một cái câu hỏi cuối chương trình. Theo cái đánh giá của các quý vị, với cái bối cảnh ngày hôm nay, với cái tình hình thế giới căng thẳng, Mỹ có tham chiến không? Đặc biệt là Nguyên hỏi cái câu này cho mấy bác ở Mỹ. Vì Mỹ nó có nhiều nguyên nhân lý do để tham chiến lắm.
Mỹ có nhiều nguyên nhân lý do lắm, tham chiến lắm. Theo các quý vị là Mỹ có tham chiến không? Wow, nhiều mấy bác nói có quá ta. Tôi không ngờ mấy bác ở Mỹ mà các bác đánh giá là có nhiều như vậy à. Nguyên thấy là nếu mà Mỹ tham chiến thì là cái tình hình thế giới nó sẽ càng căng thẳng. Đối với Nguyên nhìn, đối với Nguyên, Mỹ mà tham chiến là tình hình thế giới nó sẽ càng rất là ở trong một cái giai đoạn. Nó thật với các vị là cả thế giới chúng ta ở trong một cái giai đoạn sẽ bế tắc. Tình hình cả thế giới bây giờ với hai cuộc chiến kinh tế nó đang sốt đau một cách đáng sợ. Nếu Mỹ mà tham gia với một cái hình thức này hay hình thức khác thì Nguyên nghĩ cả thế giới này nó sẽ loạn. Mà lý do Mỹ có tham chiến nó có nhiều nguyên nhân vì lý do lắm. Bây giờ thì không phải, nếu mà cuộc chiến tranh kéo dài vài tháng thì có thể, vì vấn đề bầu cử tại Mỹ, nhiều vấn đề khác. Nguyên không có nhờ, trong đó nó có một cái vấn đề là bầu cử tại Mỹ thôi, là cũng là có thể Mỹ có thể tham chiến rồi. Nên là Mỹ cũng có thể rất là cao theo đánh giá của các quý vị. Vậy thì chúng ta cầu mong đừng có nha. Chứ mà Mỹ mà tham chiến vì cái lý do này vì lý do kia thì tình hình nó sẽ khó giải quyết. Nó sẽ khó giải quyết và thế giới chúng ta nó gớt ở trong cái giai đoạn Nguyên nó là đen tối nhất của lịch sử. May mắn thay là Nguyên sống trong cái thời đại không có chiến tranh. Nhưng mà bây giờ Nguyên làm thời sự, Nguyên đọc chiến tranh và Nguyên thấy được là cái thời buổi bây giờ chúng ta là trong cái đen tối nhất. Có thể chúng ta đã hòa bình quá lâu, thế giới đã hòa bình quá lâu. Đệ nhất thế chiến cho Nguyên nhắc lại là năm 1914 đến năm 1918. Đệ nhị thế chiến là bắt đầu là năm 1939 đến kết thúc năm 1945. Có nghĩa là vừa đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến chỉ có mấy chục năm. Chúng ta hòa bình quá lâu rồi. Có thể là cái hòa bình của thế giới nó được quá lâu. Từ sau năm 1945 tới bây giờ thì nó đã quá lâu rồi. Có thể là thế giới chúng ta nó đang đi vào trong một cái giai đoạn đen tối của lịch sử. Thì mình ở trong cái giai đoạn này mình muốn nó không có. Vì các vị biết là cái thảm họa của nhân loại của chúng ta nó tồi tệ. Nhất là cái đệ, kêu là đệ tam tứ chiến đó. Không ai muốn cái điều đó. Nhưng mà chúng ta đi ở trong cái giai đoạn nó khá xấu. Vì có nhiều nguyên nhân và lý do nó xấu ở trong cái giai đoạn này. Khi cái mấu chốt ở tại Trung Đông có nhiều thế lực giật dây quá. Nga, Trung Quốc, Iran. Rồi bên phía bên mà ủng hộ bên Do Thái thì có Mỹ, châu Âu, nói chung là những quốc gia châu Âu. Thì các quý vị thấy những cái thế lực đó nó đủ mạnh để cho xảy ra cái mấu chốt bùng phát ở khu vực nó càng lớn mạnh. Chúng mình ngừng chương trình ở đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn lắng nghe thời sự nóng bỏng của ngày hôm nay. Nó thực tế là tình hình nó rất là nóng, nó rất là căng. Nhìn bề ngoài thì chúng ta cảm giác ở xa, chúng ta không có cái liên lụy. Nhưng không chắc các quý vị, không chắc đâu. Nguyên nói là ngủ ngày mai sáng không biết chuyện gì xảy ra. Xin gửi đến quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga, Ukraine và thế giới trong 24 giờ qua. Israel phát hiện Hamas có tài liệu chế tạo vũ khí hóa học của Al-Qaeda. Israel cảnh báo người Gaza không di tản là đồng phạm khủng bố. Israel tấn công hai cánh quân Hezbollah ở Liban. Lực lượng vũ trang Ukraine nhận các mẫu thiết bị quân sự mới. Nga sẽ mất hết quân nếu duy trì các cuộc tấn công thảm bại vào mặt trận Avdiivka. Trung tình báo Ukraine trực tiếp xông ra trận, Nga mất liền 24 trực thăng vì siêu tên lửa Mỹ. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thiện ý mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Israel phát hiện Hamas có tài liệu chế tạo vũ khí hóa học của Al-Qaeda. Quý vị thân mến, Tổng thống Israel Isaac Herzog nói rằng quân đội của nước này đã tìm thấy tài liệu hướng dẫn chế tạo vũ khí hóa học của Al-Qaeda trên người của các tay súng của Hamas. Trong ngày 22 tháng 10, Tổng thống Herzog đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng tin Sky News của Anh. Tại đây, ông Herzog đã đưa ra những bình luận về tình hình xung đột với Hamas và giải pháp hai nhà nước. Ông Herzog nói, chúng tôi đã phát hiện tài liệu chính thức của Al-Qaeda từ thi thể một tay súng Hamas ở Berry. Đây là một tình huống gây sốc. Chúng ta đang nói về cách chế tạo một loại vũ khí từ cyanur. Chúng tôi đang phải đối phó với ISIS,
Al-Qaeda và Hamas. Lực lượng tình báo của Israel cho biết, tài liệu kể trên thuộc về một cuốn sổ tay được Al-Qaeda phát hành năm 2003. Tài liệu này hướng dẫn cách thức để chế tạo một loại bom hóa học không chuyên. Trong cuộc phỏng vấn, ông Hashad cũng thừa nhận nhiều người dân Israel cảm thấy giận dữ và thất vọng với lực lượng phòng vệ. Tuy vậy, Tổng thống Hashad cho rằng đó là quan điểm chính đáng của người dân. Ông Hashad nói, tôi nghe điều này hàng ngày, người dân bị mất nơi ở, phải sống trong nỗi lo, họ có quyền giận dữ. Nhưng Israel đang ở trong một cuộc chiến, chúng tôi sẽ giải quyết toàn bộ vấn đề sau khi xung đột chấm dứt. Ông Hazard cũng bác bỏ việc không kích dải Gaza đang gây ảnh hưởng không cân xứng với dân thường, khẳng định rằng Israel buộc phải tiêu diệt lực lượng Hamas. Chúng tôi có những mục tiêu rõ ràng. Chúng tôi cần quét sạch cơ sở quân sự của Hamas và vẫn hành động cẩn trọng, Tổng thống Israel cho biết. Khi được hỏi về giải pháp hai nhà nước độc lập, ông Hazard nói rằng Israel sẽ không thực hiện phương thức này ngay lập tức. Tuy nhiên, ông Hazard tỏ ra lạc quan về sự hòa nhập trong khu vực. Tổng thống Israel chia sẻ, chúng tôi sẽ tìm cách để có một cuộc sống lâu dài hơn với người Palestine.